Đây à, thì là em đã lo hậu sự cho ông xã xong rồi thì đưa ảnh chân dung của ông xã về nhà. Thì mọi người thấy đây. Nè, em cũng gọi là bàn thờ đi để tưởng nhớ đến ông xã. Thế ngày nào hai mẹ con cũng nhìn thấy ba Kim rồi ba Kim cũng nhìn thấy hai mẹ con sinh hoạt hàng ngày. Ở Việt Nam thì còn có bát hương chứ ở đây em không để bát hương à nhỉ? Như người Hàn Quốc là chỉ có ngày lễ Tết, ngày giỗ với làm một cái bàn có gọi là cái bức chướng, bức phong ghi những cái dòng chữ gì đó. Rồi ảnh với bát hương với đồ cúng bày ra thôi, còn không có cái bàn để hàng ngày như thế này. Nhưng mà em muốn ông xã lúc nào cũng bên hai mẹ con ấy, để mình cũng làm, em cũng làm một cái bàn như thế này đặt ông xã đây. Còn không biết là đặt cái vị trí này mọi người thấy được không ạ? Em định là sau khi mà con trai ông xã mang cái tủ đi, tủ rượu đằng chỗ ông xã đấy, đằng bàn làm việc ấy, thì em sẽ chuyển ông xã ra chỗ đấy để làm cái bàn thờ ngồi chỗ góc đấy, thì sẽ nhìn hướng ra bên ngoài. Còn đây bây giờ thì em về em đặt ở đây để cho ông xã ngồi đây. Còn ăn cơm hàng ngày thì vẫn lấy bát đũa cho ông xã ngồi cùng ăn với mẹ con và gia đình. Có bác Dũng, anh Dũng đang ở đây thì ngồi cùng cả anh ăn cùng. Còn sau này thì anh Dũng đi làm rồi thì lại có hai mẹ con thôi, thì vẫn có sự hiện diện của ba Kim ấy cả nhà. Đây là cái bài vị bên nhà tang lễ họ làm cho, chuẩn bị cho. Đây là cái giấy giấy chứng nhận người có công ấy cả nhà. Ơi mẹ đây cơ mà. Rồi quỳ gối xuống chứ, quỳ gối xuống chứ. Ôi trời, Nam Mô A Di Đà Phật, bé đang chào bà mà Nam Mô A Di mà Phật mà. Không đúng rồi, cái gối con trùng xuống. Đây này, mẹ dạy cho, đây mẹ dạy cho con nào, gối xuống nào. Rồi, cái chân này phải hạ xuống. Cái chân này đúng rồi, hạ. Được rồi. Ba, gọi ba ơi. Ba ơi, gọi đi con, về ăn cơm với con. Nói ba đi. Gọi ba ơi. Mẹ, về ăn cơm với con. Rồi, em xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi ạ.